Trong khi các bạn trẻ leo lên thuyền thì bạn cuốn đằng kia không được lên thuyền nên leo lên cây. Đấy. Rê lên thuyền không rê? Con thích lên cây hơn hả? À, còn bạn này thì muốn đi theo Tuyên. Ok, hồi Tuyên cũng đi theo thuyền à. Hả? Ok, hất chi. Ok, hất chi. Qua kia chơi đi, nước kia ít kìa.